Ngày 27 tháng 10 năm 2005, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc chính thức công nhận và chọn ngày Chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 11 hàng năm là Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông trên toàn cầu. Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông tại Việt Nam năm nay được chọn là ngày Chủ nhật 21 tháng 11 năm 2021 với thông điệp tưởng nhớ người đi vì người ở lại. Đây là dịp để mọi người bày tỏ niềm thương xót với những nạn nhân xấu số, đồng thời chia sẻ những đau thương mất mát gánh nặng với người thân của họ, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân khi tham gia giao thông. Mỗi năm trên thế giới có khoảng 1,3 triệu người chết và 50 triệu người bị thương do tai nạn giao thông, và cũng là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với lứa tuổi từ 15 đến 27 tuổi. Tại Việt Nam trong những năm qua, tai nạn giao thông đã luôn được kiềm chế và kéo giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, mỗi năm vẫn có gần 8.000 người chết và gần 20.000 người bị thương tật suốt đời. Điều đó ảnh hưởng đến những thành quả của tăng trưởng kinh tế và làm tổn thương đến hình ảnh một đất nước an toàn trong mắt bạn bè đối tác. Trong 9 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh Kiên Giang xảy ra 84 vụ, làm chết 56 người, bị thương 45 người. So cùng kỳ năm 2020, giảm 4 vụ, tăng 3 người chết, giảm 10 người bị thương. 9 tháng đầu năm tuy giảm về số vụ, số người bị thương, nhưng tăng số người chết cho thấy tai nạn giao thông mức độ nghiêm trọng tăng so cùng kỳ. Bên cạnh đó đã xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông liên quan đến người đi bộ, làm chết 6 người. Ngày Chủ nhật 21 tháng 11 năm 2021 là Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Đây là năm thứ 10 Việt Nam cùng thế giới tổ chức hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông để bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số khi tham gia giao thông và chia sẻ mất mát, chia sẻ gánh nặng với người thân của họ. Năm 2021, do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, nên Ban An toàn Giao thông tỉnh không tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông như mỗi năm. Tuy nhiên, các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông vẫn được phát động và tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh với thông điệp tưởng nhớ người đi vì người ở lại. Theo đó, từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 28 tháng 11 năm 2021, Ban An toàn Giao thông tỉnh tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương, đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, gắn với việc thực hiện nghiêm quy định về phòng chống COVID-19. Trong đó tập trung tuyên truyền phổ biến rộng rãi mục đích ý nghĩa của sự kiện tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông, những đau thương mất mát do tai nạn giao thông gây ra. Tuyên truyền các thông điệp về an toàn giao thông như bảo vệ sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông, đã uống rượu bia không lái xe, không phóng nhanh vượt ẩu, chung tay bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch COVID-19. Từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2021 với thông điệp tưởng nhớ người đi vì người ở lại là cơ hội để mỗi chúng ta nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè về sự quý giá không gì so sánh được của cuộc sống. Đồng thời cũng là dịp để nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định pháp luật trật tự an toàn giao thông. Mỗi người hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, tự giác nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông. Hãy vì niềm thương xót những người đã mất mà hành động cho sự an toàn của những người đang sống.